Xin chào. Hôm nay tôi sẽ đấu vào một bộ âm thanh của Pioneer, âm ly số đường quang của mã là D3. Đây bán giá 3 triệu. Chạy tín hiệu cả quang cả analog. Muốn chạy tín hiệu quang thì bấm vào single select đây. Chuyển sang chế độ digital, nó sẽ ở nút TV và DVD. Còn đôi loa kia, đôi loa karaoke của Pioneer. Đôi loa này đặc thù nghe nhạc rất hay luôn. Của mã là V31. Bán giá 4,5 triệu. Tôi sẽ mở nắp tre ra. Loa cấu tạo gồm một bát 20 và một tép. Loa còn rất mới và đẹp. Thẳng bạn như này rất đẹp. Sẽ quay mặt sau rồi mở nhạc với các bạn nghe. Đặc thù dòng loa karaoke của Pioneer thì hoàn toàn có thể nghe nhạc được vì nó chất của Pioneer nó khác. Đây. Loa sản xuất tại Nhật Bản, 180W 6 ohm. Tôi sẽ mở nhạc to mời các bạn nghe. Âm đi đánh hai đôi loa chính AB, A cộng B. Sản xuất là 2001 nhé. Công suất là 200W, điện 100V. Sản xuất tại Indonesia. Đây là đường quang, quang số 1, quang số 2 và đường quang ra thôi. 3 triệu đồng. Mở nhạc mời các bạn nghe. Đang để vào đường CD. Thầy cho nàng buồn xa nhân thế nào thân thừa tử bi, thương thầy cho nàng buồn xa nhân thế nào thân thừa tử. Chàng từ khi vào nơi gió cát, đêm trăng này đôi loa này thì kích thước nó giống như những đôi loa mẫu loa karaoke bát 20 của Mỹ hoặc của Nhật khác. Được cái là loa này thì nó vừa tiền thôi. Xưa nay chiến địa nhường bao, nói không muốn dằm xiết bao dài dầu. Âm ly 3 triệu, loa 4,5 triệu. Xin nhắc lại bộ này giá 7,5 triệu.